Ok. Mình mệt quá. Mình sao không giữ nổi hình dạng người nữa rồi. Việc cứ thế mà làm thôi. Mèo con, em đi lạc à? Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Để anh đưa em về nhá. Trời đất, cô gái này là ai? Có khi nào cô ấy là bé mèo hôm qua biến thành không nhỉ? Không thể nào, ngày điên rồ quá. Ôi thôi chết, muộn giờ đi làm rồi. Mình phải đưa cô ấy theo thôi, để ở nhà không yên tâm được. Không được cắn. Đừng cắn nữa mà. Dương đem đứa dở hơi nào đến công ty vậy? Đến giờ về rồi, dậy thôi. Ngồi ngoan đợi anh đi nộp bản báo cáo đã nhé. Đúng là cái đồ dở hơi. À, mày định khè tao à? Này, cô làm cái gì đấy? Nếu cô hoạt động đến mưu thì đừng có trách tôi ác. Em có sao không? Về nhà thôi. Em ăn đi. Anh. Em nói được rồi sao? May mắn là lúc mình bị cạn năng lượng, anh ấy đã chăm sóc chu đáo cho mình.
Anh nấu món gì thế? Thơm quá. Anh nấu cá cho em này. Em không phải là mèo nữa đâu. Đừng có bắt em ăn cá mãi thế chứ. Thế em thích ăn gì nào? Em thích môi anh nhất. Ăn này. Đợi anh một chút nhá. Anh có cái này cho em. Em đã lấy ra được trí nhớ rồi, đúng không? Ơ, anh là ai? Em đừng giả vờ nữa. Em đã trở về bộ dạng con người rồi. Anh biết, em đã nhớ hết tất cả. Đến lúc phải về thôi. Không, em không muốn. Đây không phải nơi chúng ta thuộc về đâu. Không, anh sai rồi. Đây là nơi em thuộc về. Chính anh đã bảo với em là chỉ cần ở bên đúng người thì nơi ấy chính là nhà. Nếu em đã chọn ở lại thì em cũng nên biết rằng cái giá phải trả rất đắt đấy. Em sao thế? Sao nhìn buồn vậy? Em không sao. Anh mua cho em này. Em sao thế? Nếu như em không nhìn thấy gì nữa, anh có ghét em không? Em nói linh tinh cái gì thế? Anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em đâu. Nếu như mắt em mờ đi, anh sẽ là đôi mắt của em. Em bị sao vậy? Mắt em càng ngày càng mờ đi rồi. Em đừng lo lắng, có anh ở đây rồi. Em làm sao thế? Em không nhìn thấy gì nữa rồi. Em đừng lo, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh sẽ tiết kiệm tiền để chữa mắt cho em. Không chữa được đâu. Thật ra có một bí mật mà em chưa từng nói với anh. Em đến từ một hành tinh khác, nhưng em đã lựa chọn ở lại đây với anh, nên sống trong bóng tối là cái giá mà em phải trả. Em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em và trở thành đôi mắt của em. Anh là ai? Sao anh lại vào được nhà tôi? Cậu chỉ cần biết tôi đến từ thế giới của An, và tôi biết cách là bắt cô ấy sang trở lại. Xin anh hãy nói cho tôi biết đi, tôi phải làm như thế nào? Cậu thực sự yêu cô ấy sao? Đúng vậy, chỉ cần mắt cô ấy sáng lại thì làm gì tôi cũng làm. Nếu thực sự cậu muốn mắt cô ấy sáng lại thì cậu phải đánh đủ 20 năm tuổi thọ đấy. Được được, tôi đồng ý.
anh ơi. Ơ An, sao em ra được đây? Em không biết nữa. Tự dưng em ngủ dậy, mắt em trở lại bình thường rồi. Thật sao? Mà sao tự nhiên mắt em lại sáng trở lại bình thường được anh nhở? Chắc là vì tối qua anh đã ước với sao băng để mắt em có thể sáng trở lại. Và bây giờ thì điều ước của anh đã thành thật rồi. Xem ra cậu thực sự yêu em gái tôi. Món quà này tôi tặng hai người, không ai phải đánh đổi gì cả. Chúc hai người hạnh phúc nhé.